Ngày 31 tháng 8, cụm thi đua số 8 Bảo hiểm xã hội Việt Nam khu vực miền Đông Nam Bộ gồm Bảo hiểm xã hội 6 tỉnh, thành phố Bà Rịa, Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Phước và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ bế mạc hội thao văn nghệ chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 16 tháng 2 năm 1995, 16 tháng 2 năm 2024. Sau 2 ngày thi đấu kịch tính, quyết liệt và sôi nổi, hội thao văn nghệ của cụm thi đua số 8 được tổ chức tại Tây Ninh đã thành công tốt đẹp. Hội thao thu hút 266 vận động viên tham gia thi đấu các môn cầu lông, bóng bàn, kéo co, nhảy bâu bố, bóng đá nam và hội thi văn nghệ. Đội ngũ vận động viên tham gia hội thao với tinh thần thể thao nhiệt huyết, cao thượng, trung thực, đoàn kết, với quyết tâm cao đã mang lại những trận đấu hay, kịch tính, hấp dẫn. Cùng với những tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện tình yêu quê hương, đất nước và niềm tự hào về ngành bảo hiểm xã hội, mang những thông điệp sâu sắc về chính sách bảo hiểm xã hội của Đảng và Nhà nước. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Bảo hiểm xã hội Tây Ninh, giải nhì cho Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, giải ba cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, giải khuyến khích cho Bảo hiểm xã hội Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu. Ban tổ chức cũng tiến hành trao 68 giải thưởng ở các hạng mục thi đấu thể thao văn nghệ tại hội thao lần này.